con đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay tôi có trở lại kênh lên quay một số phôi bonsai triển giao lưu cùng bà con. Số điện thoại là 0378 723 078, đó cũng số Zalo. Và cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ clip trước. Và đầu vô mã số 1. Mã số 1 cây kim quýt. Kim quýt vườn mình nha, không có tháp, cây kim quýt này không có tháp đâu bà con. Anh lại quên cắt rễ nè. Quay từ gốc lên thấy nguyên cây. Cây có chiều cao là 51. Hoành thân là 10-15. Tàn rớt là 38. Cây có cái thẹo mà cắt ra đây nó nhỏ xíu rồi con. Cây dương quýt nó không có lành. Đường kính bầu 30. Nguyên cụm này 69. Cây mã số 1 giao lưu bà con 1,2 triệu. Bao ship toàn quốc rồi con. Nguyên clip này bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 2 cũng khô kim quýt luôn rồi bà con. Cây này về vô dây lận lợi ra hai cây là nó mịn mịn. Cao 49. Quỳnh thân 15. Nguyên cụm dày 70. Đường kính bầu 29. Tàn hiện tại là 42. Cây mã số 2 giao lưu bà con 600.000. Tiếp theo mã số 3 cũng kim quýt luôn bà con. Cây này nó hơi có nhiều mặt thẹo. Một cái mặt cắt đây, dưới trên đây, bên này ba cái mặt cắt ngay đây nó bị tóc nó da chứ nó không có mục rồi, kim quýt nó mục cứng lắm. Cây này đế nôm, mấy cây này cắn dây hết rồi bà con, có giao lưu về tháo dây ra chỉnh tàn lại. Cây cao 45, đó có bình thân nhỏ, tên này thì 15. Nguyên cái cụm ở dưới này là 36. Cây có đế nôm là tắc gửi. Đường kính bầu 28. Cái cây này nó đóng gông nhiều về bà con tẩy rửa cái cây này. Cái cây này bán cặp với cây này nha bà con. Coi như là cái cây này là 1,2 triệu mà thêm cây này nữa. Cái cây này hoành 10. Cao 37. Tự cái cây này nó đóng công nhiều quá về mất công tẩy rửa, thành ra phải thêm cái cây này. Rồi qua mã số 3. Theo mã số 4 rồi con. Quýt luôn. Cái này bán 2 cây. Cây cao 43. Còn 15. Đường kính 22. Tàn 35.
này cái cây này bề hoành thân 20. Cao 24. Cái bay bay này 23, cái cây này nó bị tát cái nhánh này nó lủa chỗ này nhưng mà nó cứ ngắt, nó không có một. Cái này bán một cặp hai cây. Cây này thì nó có cái mặt cắt ngay đây. À, cây nào nó cũng có cái thế đẹp hết mà tự nó bị lỗi mấy cái này quá, bán một cặp. Cặp này bán cho bà con 600 ngàn. Tiếp theo cũng kim quýt mã số 5. Hoành là 13. Cái cao là 29. Tàn gớt 40. Nguyên cái tàn về 30. Đường kính bầu 17. Nguyên cụm dày 44. Cái mã số 5 600 ngàn bà con. Theo mã số 6 cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế này nó già dữ lắm nha bà con. Cây cao 43. Bầu 17, cái hoành thân 17, đường kính bầu 28, cái nhánh gớt này 30, cái này trồng vậy thử cái này trong chậu rút ra rồi bó cái bầu nó hơi nặng, cái này nó dài lắm mà nó tróc hết cái lớp vỏ rồi giờ còn cái da nó lắng lịnh nè. Cây mã số 6 về cây nguyệt quế giao lưu bà con 600 đến 500 ngàn. Theo mã số 7 cũng nguyệt quế lá sắn qua chùm luôn nha bà con. Cây này không có mặt cắt, không có thẹo lũa gì hết nha bà con. Trên đầu có mặt cắt chút, nó nhánh này bự chút là kéo luôn, có chút xíu à. Cây này là mấy cái mặt cắt này nó liền bít hết rồi. Này về vô dây banh cái tàn này ra nữa nó đều đều rồi. Đây có hoành thân là 25. Cao tới đây là 36. Đường kính bầu 30. Cái bonsai này banh cái tàn ra là nó đều đều rồi. Cái mã số 7 giao lưu bà con 700 ngàn. Theo là mã số 8. Cây này cây của người ta nuôi tàn mà vô cái vườn mười mấy cây mua có một cây này thành giá hơi cao một chút rồi. Cái bộ đế nó đã cứng hết luôn, không có ở chỗ nào hết trơn, môi dưới nó quá trời đế luôn. Hoành thân là 22. Cái cao 75. Tàn bay là 30 35. Đường kính bầu 38.
nguyên củ này nó đặc mà không có mồi nữa, với nó còn dữ lắm. 68 cây này giao luôn bà con 900.000. Mã số 8 theo mã số 9 Trúc Nguyệt Quế lá sắn qua chùm luôn nha bà con. Cây này ngay đây nó bị nắng táp lửa một chút chỗ này, còn lên cái mặt cắt thì nó kéo rồi, ở đây nó có bị chút xíu chỗ này. Cây này cây bên đây cây trực, bên đây cây gót hay là sao thì ý thích của anh em giao lưu. Cây có chiều cao 45, quần thân đo dày thì 31. Nguyên cái cũ như vậy thì 90. Đường kính bầu này 38. Nhánh gốc 32 22. Đường Nguyệt Quế số 9 giao lưu bà con 900.000. Theo mã số 10 chiếu thủy da đen lá lớn. Mã số 10 này bán 2 cây nha bà con, một cặp. Nó không như tiền mà chia ra nhiều mã số. Cực quá. Cái này là nguyên một cụm nó dính đặc nha chứ nó không có rời được. Cây đo về là 42. Hoành thân 42. Cao 29, đường kính bầu 32, độ siêu siêu nó 29, một cây. Cái số 2 là cũng một mã số rồi con, số 10. Cao 48. Nguyên cũ như vậy thì 36. Một thân nó tên vậy thì 19. Cái này đường kính bầu 25. Còn cặp hai cây này mã số 10 giao lưu bà con 700.000. Theo cũng Nguyệt Quế da đen, ý chiếu thủy da đen lá lớn nha bà con. Mã số 11, cây này cũng bán cặp. Cái này chơi một cụm quân tàn thiên nhiên. Cây nguyên bệ như vậy 69. Còn cái thân bự về đi. Thân bự về 21. Cao 27. Đường kính bầu 30. Chơi nguyên bệ. Cây này cũng cặp rồi. Cây này đẹp lắm, bị dừa gớt tét cái nhánh này, có nhánh tử tét bị ra luôn. Cây cao 45, hoành thân 22, nguyên cũ về 40, đường kính bầu 25. Này nó không có mục, nó cứng, nó già lắm mà nó cứng ngắc, nó không có mục. Còn một cặp này giao mã số 11 giao lưu bà con 600.000.
mã số 2 với mã số 12. Dương thủy da len nó lớn rồi bà con. Đây có chiều cao là 42. Toàn thân đôi giày là 40-39. Vậy là ba đường kính bầu 37. Nguyên cục về là 74. Cái này giao lưu, cái mã số 12 giao lưu cho bà con 800.000. Theo mã số 13 chiếu thủy da đen nó lớn luôn nha bà con. Cây này cắt nó hơi cao cao một chút, về anh em nghiên cứu rút lại chơi cái phong tàn thiên nhiên vậy, ở một cục nhìn đã lắm. Cây này giờ nó nguyên cục chứ nó không có gỡ rời được nha bà con. Còn nguyên cái bệ như vậy là những bạn về là 68. Đây, hiện tại cao đó loại các bạn về là 65 rồi đó. Cây cao 30-29, đường kính bầu 48. Nguyên cục dày là 95. Cây 13 giao lưu bà con là 1.200.000. Theo mã số 14 là một cây xanh. Cây xanh này không biết nó là cây xanh gì luôn, nó cây xanh còn lá ở cái này không có gần. Cái này giao lưu của cái ông chú kia, nó đeo trên cái tiểu cảnh gỡ lấy cây xanh không à. Cây xanh này hồi đó nó nằm vậy, nó đeo cái tiểu cảnh chứ không phải nó nằm à. Anh em về nghiên cứu khối đá vô làm tiểu cảnh lại. Nó già dữ lắm, ông nói nó 17 năm rồi đó. Mình thân đo vậy ngay đây là 27. Đo nó cao là 37. Đo vậy đi là 39. Nguyên cục như vậy là 91 rồi con. Cây này không có trồng, không dưới đất cũng không trậu, nó đeo còn đang trên cây đá. Đường kính bầu đo về 28. Xanh này già dữ lắm, đây nó có hai cái táp nắng nó cuốn rồi nha bà con. Cây xanh 14 giao lưu với bà con 600.000. Tiếp theo là mã số 15 là phôi mai vàng nha bà con. Cái mai vàng này nó cũng già dữ lắm rồi. Mấy vàng đo vậy là 24. Bay nó vậy là 53. Cao vậy là 45. Cái này cái đường kính cũng như cái đế luôn là
35. Nguyên cái củ đạt như vậy là 64. Có mặt thẹo đây kéo gần bích rồi còn chút thôi cơ. Cây không có bọng mục gì hết, mấy cái mặt cắt kéo hết rồi. Mai vàng số 15 giao lưu bà con 900.000. Tiếp theo mã số 16 cũng cây nguyệt quế bà con. Lá sắn qua chùm cây quế này nó già dữ lắm mà nó tóc hết cái vỏ, nó còn có cái da không à. Cao 38. Mình thân đo về là 17. Tàn rơi về là 24. Nguyên tàn về 47. Nguyên cụm về 67. Nôm nó tắt rưỡi nha bà con, 15. Đường kính bầu có 25 à. Cây nguyệt quế lá sắn qua chùm giao lưu bà con mã số 16 600.000. Mã số 17 cũng nguyệt quế lá sắn qua chùm luôn nha bà con. Mấy cây này nuôi thừng hết rồi nha, không có cây chết. Cây cao 50. Còn thân đo gì? 36. Hoành cũ 59. Đường kính bầu 35. Cái này vô dây điểm tàn ra nó ra hai cây rồi nó ấm ấm. Quế số 17 giao lưu bà con 900.000. Mã số 18 là cây dừa. Cây dừa cao tính tới cái bẹ lá rồi. Tới cái đọt này nhỏ thôi. 39. Cái tống nó 15. Vành ngay đây là 18. Rồi, nó có cái dừa có vậy thôi. Cái dừa này thì tổng con cậu từ nhỏ lớn chứ không có bứng đất nha bà con. Cái dừa này giao lưu bà con là 600.000. Lô này bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi. Rồi cuối clip xin chào bà con. Hẹn gặp bà con clip sau. Cũng cảm ơn bà con đã xem clip và ủng hộ.